Xin chào mọi người, hôm nay thì mình có hẹn với thằng bạn đi quay về chú Ba Chúc. Cái chú này lạ lắm mọi người, tức là chú có một cái nghề rất là đặc biệt nhưng mà chú không muốn làm nghề này, đại loại là luôn muốn thất nghiệp á, chứ không muốn mình có việc thường xuyên. Thì mời mọi người cùng trải nghiệm với mình nha. Nhân vật mà mình nhắc tới là chú Ba Chúc, người đã có hơn 40 năm làm công việc vớt xác trên sông Sài Gòn. Mình được nghe chú kể về những ngày đầu tiên làm công việc này, rồi những câu chuyện tâm linh mà chú đã trải qua, niềm vui khi cứu được người đuối nước. Không để mọi người chờ lâu nữa, bắt đầu nào. Cái chú Ba Chúc này là chú ở chỗ cầu Bình Lợi, thì bây giờ mình đang đi đến để tìm chú. Không biết góc nào đây. Ê, vô tình hỏi thăm ngoài đường tìm chú xong rồi vô gặp chú đi về đường luôn. Ê, sáng cô kêu chú đi mua đồ nên là sẵn đó tụi mình chở chú đi mua đồ ăn về cho cô chế biến luôn, rồi sau đó mình hỏi thăm chú một vài điều. Thằng bạn mình tác nghiệp dữ quá. Cảm nhận ban đầu của mình thì thấy chú rất là thân thiện dễ thương nha mọi người, chú rất là dễ tính luôn. Chắc chí nha bạn. Chó sủa. Tôi tên là Nguyễn Văn Chúc, người đời người ta gọi tôi là Ba Chúc. Cái vớt xác với cứu người không phải là cái nghề của tôi, tại vì tôi thấy là tôi làm thế chứ còn cũng không phải là cái nghề của tôi. Tôi nghĩ với cái tình người với nhau, nếu mà người ta nhảy cầu tôi đây phóng ra, nếu mà cứu được thì tốt cho người ta, thì người ta đỡ mất một cái mạng sống. Cái mạng sống của con người ta là quan trọng nhất. Tôi nghĩ là vô trong bệnh viện người ta bỏ biết bao nhiêu tiền lên, người ta không mua được cái sự sống. Thế cho nên là mà tôi thấy người ta nhảy cầu tôi xót lắm. Cái thời gian đầu mà chú làm ở công việc này thì có được sự ủng hộ từ gia đình hoặc là từ cô không? Nghĩa là sự ủng hộ từ mọi người không? Cái này nói thẳng, hồi xưa thì hai vợ chồng tôi thì mới lấy nhau thì nói thẳng là hai vợ chồng đi cái chiếc ghe mà, thì tôi là đằng trước mà ba tôi là trong phụ tôi chèo để đánh bắt cá mà. Hồi trước tôi là đánh bắt cá không à. Rồi bắt đầu mới thì nhiều khi thấy cứu người thì bà không sợ mà, nhưng mà xác chết trôi thì bà hơi ngán. Sau khi làm công việc này mà cũng suốt mấy chục năm thì cô chú gặp cái câu chuyện nào tâm linh lạ không mà mình nhớ không? Tôi thấy như vậy thì tôi nghĩ chắc có, là mình đằng xa mình cách nhau 10 mét, hơn 10 mét đi, thấy cái hơi một người chết nó bạt vào người mình, thấy nó hôi không chịu được. Nhưng mà khi mà tôi tới nơi, tôi tới nơi sát vào cái người chết đó, tôi chỉ xin ông ơi hay bà ơi, ông thì gặp ông thì nói ông ơi, bà thì gọi bà ơi, thì cho bà qua cố rồi tôi cái xác này thì giúp đỡ ông bà, cho ông bà lên bờ để có mồ có mả như những người khác. Thì cắt có cánh tay không thấy không, cắt đây cũng mấy chục năm rồi, 20 năm rồi. Có một cái công ty xe, công ty vệ sinh chứ mà để khâng cái người đó lên xe mà tôi cứ khân phụ 4 thằng khân, 3 thằng tụi nó, tôi là 4 khân lên mà tụi nó cứ chửi mẹ ăn cái gì mà mập quá nặng quá này, cái này cứ lên đề lên đề cái xe không nổ luôn. Thì tôi mới nói tụi nó mà xe mới chạy xuống mà cân lên để vô xe mà xe đề không được. Thì tôi mới bảo, nó mà hỏi tôi chú Ba sao chú Ba kéo dễ dàng vậy, sao cân lên rồi mà hồi nãy xe chúng con chạy được bây giờ đề không được. Tụi mày chửi nó quá, chúng lấy mấy cây nhang thắp xin người ta đi. Thì xuống thắp cây nhang nó xin cái này, đề cái xe nổ chạy. Chắc cũng phải có cái tâm linh. Trước giờ thì có khi nào một ngày mà chú phải vớt nhiều hơn một xác không chú? Đôi khi nói thẳng ra là người ta nhờ tôi đi kiếm một xác, có khi gì ra kiếm được một
trai ấy, thấy sao kéo vào không, người ta nói không phải con tôi, cột để báo công an xong rồi lại đi tiếp, có ngày ba xác hai xác đều. Trung bình mỗi tháng là một, bây giờ là mỗi tháng là khoảng bao nhiêu hả chú? Bây giờ thì có tháng thì cũng dữ lắm, có tháng thì không có cái nào cũng có. Có khi có tháng 5-7 cái, có khi tháng không có cái nào, có khi tháng có 1 cái. Bất chợt lắm, nếu mà coi như người ta điện thì mình phải đi thôi. Khi mà nhìn thấy á, chạy ra cứu được á, tốt lắm. Còn mà chạy ra mà cứu không được á thì tôi tức lắm. Khi tôi bảo nhanh lên mà chỉ cứu được người ta rồi. À, nay thì con cảm giác là được, chú cũng đã có tuổi rồi, thì chú có dự định làm cái nghề này, làm công cái công việc này tới bao lâu nữa hay là như thế nào hả chú? Thì tôi cũng cầu mong cho trời đất cho tôi khỏe mãi để tôi giúp nó. Chứ còn tôi cũng không biết là tôi làm đến bao giờ. Mà tôi chỉ cầu mong cho trời đất cho tôi khỏe mãi để tôi giúp thôi. Trường hợp nào mà cô nhớ nhất? Hai mẹ con nó trôi ngay ghe mình này. Nó trôi ngay ghe, ngoài ghe mình ra rồi cái ông ấy mới bảo chứ em ở ngoài này có cái xác chết. Ông ra ông kéo vô thì gặp hai mẹ con. Ông bảo thấy chết rồi hai mẹ con lận. Cái cô ấy bảo chứ gì hai mẹ con lận hả? Ra đứa con 5 tuổi cột vô với mẹ. Hai mẹ con cột chung. Cô nói cô bảo chứ chúng tôi nghiệp quá, người lớn thì làm gì lên tội chết đó vậy. Còn con nít nó làm gì đâu mà bắt nó ngạt nước, tội nghiệp nó. Cô nhớ cái đó, cô vô suốt đời không bao giờ cô quên. Không bao giờ cô quên luôn. Lúc nào cô cũng cầu nguyện cho đứa bé đó. Tại vì nó nhỏ, nó mới có 5 tuổi đầu mà để chết coi như là. Rồi cái xong được hai, được bữa trước bữa sau thì chồng nó xuống. Tại vì cũng mấy người lên quay lên tivi này nọ kia đó, gia đình nó coi nó mới biết. Nó biết thì nó xuống đây nó hỏi ông này luôn. Hỏi ông xã thì ông xã với chị đi lấy xác ở bên ngoài rồi. Rồi cô nói không bao giờ cô quên được cái đứa bé đó. Cái hỏi ra thằng chồng nó nói là ghen. Nó nói là ghen thôi mà nó bế cả con nó đi tự tử như vậy đó cô. Cái ta nói chứ mày có chửi nó, đánh nó, đáp nó công an. Xuống dưới quận á, công an nó hỏi mày phải nói nha, có mày mà nói là thơ mơ không được đâu. Nó bảo không, vợ chồng con rất là hạnh phúc nhưng mà tội mỗi cái ghen thôi. Mấy lần trước nó cũng bế con nó đi nhưng mà nó bế đi nó bê, nó bê chừng tiếng hai tiếng nó cho về. Lần này đi luôn chẳng thấy nó về luôn. Đến khi con tivi thì con thấy như vậy, cái con bế xuống đây. Hôm nay được trò chuyện với cô chú thiệt là vui mọi người ơi. Nói chung là được nghe cô chú trải lòng về công việc cũng như là cái việc thiện nguyện của mình. Thì giờ các thao tác cuối cùng bạn mình chụp hình cô chú một tấm rồi. Đó. Clip của mình đến đây cũng xin tạm dừng mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh mình. Thì kênh mình sẽ chia sẻ những điều mà tốt đẹp, điều thú vị trong cuộc sống. Đó, thì mọi người đã coi clip thấy hay thì đăng ký kênh ha, like clip ủng hộ mình để mình có động lực ra nhiều clip hơn. Rồi cảm ơn mọi người luôn nha. Đây là một địa điểm yêu thích của nhiều bạn trẻ có tâm hồn ăn uống tại Sài Gòn. Địa điểm này chính là quán chuối nướng Cô Tám ở 378 Võ Văn Tần, quận 3. Địa điểm này thì cũng có nhiều kênh YouTube review rồi. Các bạn ấy sẽ lựa chọn lúc quán đông nhất để trải nghiệm. Còn mình thì mình chọn lúc 7 giờ sáng để có thể gặp và nói chuyện với cô Tám nhiều hơn. Được cô tâm sự về cái nghề mà đã gắn